Khô lô, ngươi thấy cái gì chưa? Thấy cái gì? Thấy cơ hội được sở hữu phát minh thiên tài của ta với mức giá cực kỳ ưu đãi. Máy đếm sữa cuốn. Tào lao quá đi. Cũng đi mưa dành cho lão bụi. Nhưng lão bụi làm gì có chân. Còn cái này lại là cái gì nữa? Cái đó là remote điều khiển cảm xúc. Bấm vào ai thì có thể điều khiển cảm xúc người đó. Được, ta lấy cái này. Trả ngươi. Cái sữa sô-cô-la lúa mạch mà ta ưng nè. Sẵn đây khuyến mãi cho ngươi thêm đôi ủng. Ê, nè nè. Chào mừng các ngươi đến với ngày hội bất hòa. Túi con sô cô la mát lạnh, chú con sô cô la nóng hổi. Nè nè, đi chậm thôi, Mama Bay. Để anh xách đồ cho. Anh xin lỗi. Anh này có hẹn chở em đi mua sắm mà anh quên mất. Lần sau anh lại làm vậy tiếp nha. Anh đang đùa giỡn với cơn giận của em đấy à? Không phải đâu. Tự dưng anh bị làm sao đó? Đương nhiên, là vì ta đã nhấn nút cười cợt rồi. Vợ ơi, anh biết sai rồi. Anh thật sự xin lỗi. Em đi đâu vậy? Anh xin lỗi. Anh tự nấu cơm ăn đi nha. Mình bị cái gì thế này? Đúng là một ngày tuyệt vời. Chỉ thiếu một túi cuốn sô-cô-la lúa mạch cung cấp năng lượng nữa là perfect. Chàng quá. Ủa, cái gì đây? Ê, đừng có bấm. Hả? Cái độ mít ước phát minh mới của lão đơ hả? Có trò vui rồi đây. Cái này vui hơn nè. Chế độ say xỉn vô. Còn vui đến ai? Tình ra, ta bấm nhầm, cho ta bấm lại. Đi xì đơ, đi xì đơ đâu rồi? Cái remote hỏng rồi, ông coi mà giải quyết đi. Không bé ơi, hàng sale thì miễn đổi trả nha. Bye. Giúp ta đi chứ. Tỷ phú điểm 10, ai cũng có thể trở thành tỷ phú. Tỷ quá là tuyệt vời, có chúc ba mẹ năm lên thêm trẻ, da dẻ sáng hồng hào. Có chúc cậu mờ khi đi xin việc có thêm được.